idol say bí tỉ trên show truyền hình. Sự thành công của các chương trình uống rượu bia, trò chuyện với ngôi sao pop khiến nhiều người Hàn lo ngại trẻ vị thành niên sẽ bắt chước việc tiêu thụ đồ uống có cồn. Mang đến cái nhìn thoáng qua về cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng là công thức thành công của các chương trình truyền hình Hàn Quốc. Nếu thêm một chút rượu, show sẽ càng trở nên chân thực, thu hút. Đó chính xác là cách mà rapper Lee Jang-gi đã sử dụng trong chương trình Not Much Prepared. Ra mắt trên YouTube, chương trình với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng, nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn đối với người xem và trên mạng xã hội, theo The Korean Times. Not Much Prepared ra mắt trên nền tảng chia sẻ video vào tháng 6 năm 2022, cho đến nay đã thu hút được hơn 2,84 triệu người đăng ký. Trong mỗi tập, một vị khách được mời đến nhà Lee để nói về cuộc sống và sự nghiệp, chia sẻ những câu chuyện riêng tư, thân mật trong khi thưởng thức đồ uống có cồn và thức ăn. Chương trình có sự góp mặt của hàng loạt idol pop như Jisoo, Blackpink, Jin, BTS, Hi, Shiny, Nayeon và Jaejang, Chai, cũng như ca sĩ nhạc pop người Đan Mạch Christopher Landison. Phổ biến. Sau thành công của chương trình, nội dung tạp kỹ khác trên YouTube bắt đầu xuất hiện với format tương tự, chẳng hạn như sắc Twitter của Suga, BTS và Johyuna Today Night. Suga, thành viên nhóm nhạc pop BTS, đã ra mắt chương trình trò chuyện của riêng mình trên kênh YouTube chính thức của nhóm, có tựa đề sắc Twitter, là từ viết tắt tiếng Hàn tạm dịch là thời gian uống rượu với Suga. Kể từ khi phát hành vào tháng 12 năm ngoái, show này đã mời rất nhiều thần tượng pop, bao gồm cả các thành viên cùng nhóm BTS, để trò chuyện thẳng thắn với MC trong một bữa nhậu thân mật. Tập đầu tiên, với sự tham gia của AM với tư cách khách mời, đã thu hút hơn 7,4 triệu người xem kể từ khi phát sóng. Đối với một người xem YouTube 25 tuổi, họ Son, những chương trình uống rượu và trò chuyện này mang đến cơ hội hiếm có để nhìn thấy idol phía sau ánh đèn sân khấu. Rất nhiều khách mời là những ngôi sao hàng đầu. Và những chương trình trò chuyện đó gần gũi với cuộc sống hơn các show thông thường bởi vì nó giống như mọi người chỉ đang nói chuyện tại một quán bar. Điều đó thật thú vị, Son nói. Cùng thời điểm với Sắc Trita, ca sĩ Jowin A và Bam Bam, God 7 cũng ra mắt các chương trình tương tự. Johyuna Today Night thu hút hơn 308.000 người đăng ký kể từ khi ra mắt vào ngày 4 tháng 1. Sau này mới những người nổi tiếng như Bae Suzy và Im Siwan đi uống rượu, trò chuyện và hát một số ca khúc. Bam Bam đã mời các idol như Jihyo, TVKICE và John Somi đến nhà anh để thưởng thức bia thủ công trong chương trình trò chuyện Bam House. Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Hơn Xích lưu ý rằng các chương trình kể trên có xu hướng tuân theo các nguyên tắc linh hoạt, sử dụng rượu phổ biến hơn các show truyền hình thực tế khác. Để tạo sự khác biệt, những người sáng tạo nội dung trên YouTube cần phải đưa ra những thứ không có trên các chương trình truyền hình thông thường. Với truyền hình, có những quy định chặt chẽ hơn về cảnh uống rượu. Kim nói thêm rằng việc xem xét cuộc sống cá nhân của các ngôi sao trong bầu không khí rất thoải mái khiến những chương trình như vậy trở nên hấp dẫn hơn đối với người hâm mộ. Ngoài ra, nó tạo ra một bầu không khí tự nhiên, cho phép những người nổi tiếng thể hiện cảm xúc chân thật hoặc những khía cạnh khiến họ trở nên gần gũi hơn. Điều đó thu hút sự quan tâm của mọi người, ông nói. Tranh luận. Tuy nhiên, sự gia tăng của các chương trình liên quan đến uống rượu cũng làm dấy lên mối lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ vị thành niên. Vì giới hạn độ tuổi đối với nội dung trên web khá lỏng lẻo, các đài truyền hình có xu hướng kiểm soát thích hợp đối với nội dung liên quan đến những gì có hại cho trẻ vị thành niên. Nhưng với các nền tảng như YouTube, trẻ vị thành niên có thể dễ dàng truy cập mọi nội dung, và đó là một vấn đề, Kim, nhà phê bình văn hóa đại chúng, cho biết. Đặc biệt, rất nhiều ngôi sao pop tham gia các chương trình uống rượu, trò chuyện và họ có ảnh hưởng lớn đến thanh thiếu niên. Vì vậy, điều này làm dấy lên lo ngại rằng việc tiếp xúc như vậy sẽ khiến thanh thiếu niên bắt chước hành vi. Kim cũng lưu ý rằng việc tiếp xúc thường xuyên với rượu trên các phương tiện truyền thông nói chung sẽ dẫn đến thái độ thoải mái hơn đối với chuyện tiêu thụ đồ uống có cồn. Hàn Quốc vốn đã có sự chấp nhận xã hội rất lớn đối với việc uống rượu, nhưng có khả năng nó sẽ tăng cường sự chấp nhận đó hơn nữa. Thậm chí có thể có nội dung cho thấy các diễn viên trượt ngã hoặc mất kiểm soát, điều này sẽ không phù hợp, Kim nói. Sự phổ biến của các chương trình cũng đặt ra câu hỏi liệu rượu bia có phải là phương tiện duy nhất để kết nối và xây dựng mối quan hệ với người khác tại Hàn Quốc hay không? Bạn có thể nói chuyện trong trạng thái tỉnh táo, vì vậy có một vấn đề là tại sao bạn cần dựa vào rượu để làm điều đó? Tôi cảm thấy có những tác động tiêu cực đến văn hóa tương tác xã hội khi chúng ta trở nên quá phụ thuộc vào bàn nhậu, Kim nhận định.